Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự. Là đầu tiên thì xin được chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống đã trở lại với kênh của mình. Bên dưới đó chính là cầu Mỹ Hận 1 với những sợi dây văn màu xanh trông rất là đẹp. Và sau này thì cầu Mỹ Hận 2, theo như các bạn sẽ được thiết kế những sợi dây văn màu gì được cho là phù hợp và đẹp nhất. Và nội dung chính video hôm nay mình xin được phép chia sẻ về tiến độ của trụ tháp chính bên bờ của tỉnh Vĩnh Long và cái công đoạn quan trọng nhất để kéo dài tuổi thọ cho trụ tháp chính cầu Mỹ Hận 2 trước khi nghiệm thu chuyển giai đoạn. Ở những công đoạn trước của quá trình xây trụ tháp chính của cầu Mỹ Hận 2, khi kết thúc việc đổ bê tông lần 2 cho thanh dầm ngang của trụ tháp và căng kéo cáp giữ ứng lực, bơm bữa Sika bịt đầu dầm ở hai đầu cáp giữ ứng lực. Và hôm nay khi Gió Mùa Ký Sự trở lại đại công trình này thì đang trong quá trình lắp thép vào hai đầu cáp giữ ứng lực. Để kết thúc một cái công đoạn trong quá trình nghiệm thu chuyển giai đoạn, đây chính là công việc cuối cùng cho một công đoạn. Và mình xin được phép tiến gần lại khu vực ở cái đầu dầm, đầu cáp giữ ứng lực để cho các bạn xem cận cảnh và rõ ràng chi tiết hơn. Như các bạn thấy thì ở hai bên cái đầu cáp giữ ứng lực thì anh em kỹ sư công nhân đã lắp một phần thép vào hai cái phần vị trí này, để sắp tới là sẽ tiến hành trám hai cái phần đầu cáp dưỡng lực đó. Thì trong thời gian sắp tới sẽ đổ bê tông để bảo vệ cáp dưỡng lực ở hai đầu thanh dầm ngang của trụ tháp chính cầu Mỹ Hận 2. Hiện tại do video này mình quay vào ngay lúc buổi trưa cho nên các anh em công nhân đang trong quá trình nghỉ trưa, cho nên là hiện tại thì rất ít công nhân đang làm trên công trình này do đang trong thời gian nghỉ trưa. Và mình xin được phép đảo một vòng để cho các bạn xem chung quanh của trụ T16 bên bờ của tỉnh Vĩnh Long. Và với bên trên cái thanh dầm đà ngang thì các bạn thấy thì cũng đang trong quá trình triển khai để mà làm cái bệ gối nha các bạn. Hôm nay thì trụ tháp chính của cầu Mỹ Hận 2 đã xây lên khá là cao. Việc trám bê tông ở hai vị trí này có tác dụng cũng không hề nhỏ. Thứ nhất là để bảo vệ cáp giữ ứng lực, tránh bị oxy hóa ăn mòn cáp giữ ứng lực, kéo dài tuổi thọ của cáp giữ ứng lực. Thứ hai là vừa tạo sự thẩm mỹ, mỹ quan hình dạng của trụ tháp chính cho cầu. Và cái ưu tiên hàng đầu là để bảo vệ cáp giữ ứng lực. Còn vấn đề thẩm mỹ thì tùy theo điều kiện của công trình nơi đó và yêu cầu trong thiết kế. Bởi vậy các bạn thấy có những nơi họ xây những công trình không thật sự hấp dẫn, tính thẩm mỹ không có, vì cái tối thiểu nhất hàng đầu là chất lượng phải đi trước. Bịt đầu dầm cáp dưỡng lực là kết thúc một cái giai đoạn để chuyển sang giai đoạn khác. Trước khi chuyển sang giai đoạn khác sẽ được nghiệm thu chuyển giai đoạn. Và đây chính là tiến độ hiện tại, tiến độ của cái quá trình thi công ở hai bên đầu cáp giữ ứng lực cho thanh dầm ngang. Và bây giờ mời các bạn xem tiếp video, nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ mình.
Với góc nhìn này thì các bạn có thể thấy được rõ ràng nhất từ ở bên dưới chân của trụ tháp chính lên tới bên trên. Ở bên trên đang trong quá trình thi công cái phần đốt đúc S19 và chuẩn bị sắp tới cho đốt S20. Và mời các bạn xem tiếp video để có thể quan sát được từ các góc nhìn khác nhau nhé. We'll be right back.